Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Em là Vinh, đến từ quê hương Trà Lĩnh, Bến Tre. Thì lời nói đầu tiên em xin gửi đến tất cả cô chú anh chị trên cả nước là một lời chúc năm mới tràn đầy sức khỏe cũng như là thật là nhiều niềm vui nha. Thì năm nay bước qua năm 2022 rồi thì em bên em có những cái giống mới thì em sẽ giới thiệu cho tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Thì đặc biệt cái giống này là một cái giống em mới nhập về. Đây là cái giống chanh cẩm thạch nha anh chị. Thì trên thị trường có rất là nhiều trại giống đã bán cái giống này rồi, chứ không phải riêng mình em đâu. Thì hôm nay em có nhập về những cái cây giống chanh cẩm thạch rất là đẹp, muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị trên cả nước nhân dịp Tết đến xuân về. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2022 rồi anh chị. Thì cái chanh cẩm thạch này anh chị, thứ nhất á, là cái lá nó đẹp, anh chị có thể chơi được cái lá của nó luôn nha. Vì kiểu như anh chị về trồng vừa chơi kiểng được mà vừa ăn được trái luôn, nó là một công đôi chuyện anh chị. Nếu anh chị đang tìm mua một cái cây một cặp chanh hay là một cặp ấy để trồng chung với lại trong nhà chơi kiểng á, thì anh chị có thể lựa chọn cái giống chanh này cũng như là giống nó rất là đẹp. Thứ nhất là trái đẹp, thứ hai lá đẹp, và thứ ba là sẽ cung cấp cho gia đình anh chị một cái nguồn chanh khỏi cần đi chợ với anh chị. Rồi. Rồi, hiện tại em sẽ quay camera sau lại cho tất cả cô chú anh chị trên cả nước cùng tham quan cái giống chanh cẩm thạch nha. Thì ok, quay cận cảnh là cho anh chị xem cái lá nữa nè. Ok nè, lá cẩm thạch nha anh chị. Màu rất là đẹp luôn ha. Cây thì cao khoảng 6 tấc nha anh chị. Xanh lên rất là đẹp. Đây cẩm thạch nha anh chị. Anh chị thấy ha, cẩm thạch nè. Rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn. Cái lô chanh này em mới lấy thử về thôi chị, khá đẹp. Nếu cô chú anh chị nào cần số lượng nhiều thì có thể liên hệ trực tiếp với em nha. Anh chị lấy một hai cây thì có thể liên hệ với em để em ship nha. Có ship code toàn quốc nha anh chị. Em cẩm thạch thì to khỏe và chậu là chậu C9 nha anh chị.